Ai về thăm phủ Tân An, nhớ viếng Long Phước bên vàm cỏ Tây, chuông ngân dòng nước vơi đầy, hương cau dịu ngọt hoa bay trắng thềm. Và ở phần cuối của chương trình, kính mời quý vị cùng ghé thăm ngôi chùa cổ Long Phước, một địa danh có tiếng giữa lòng thành phố Tân An của tỉnh Long An. Long Phước cổ tự, hay còn được gọi theo dân gian là chùa Bình Lập, được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 19, cách đây trên 200 năm. Nằm bên bờ nam dòng Vàm Cỏ Tây hiền hòa, chùa Long Phước là một trong những ngôi chùa được thành lập rất sớm tại làng Bình Lập, phủ Tân An, nay thuộc phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Chùa có 3 cái gian chính. Cái gian đầu là khu chánh điện. Khu chánh điện gồm ngôi nhà tứ trụ, và theo phong cách của miền Nam á, là cái ngôi nhà tứ trụ này chia làm hai. Phần đằng trước là thờ Phật, phần phía sau là thờ Tổ. Chùa Long Phước được xây dựng với chiều dài 40m, rộng 12m, theo kiểu kiến trúc tự viện truyền thống của Nam Bộ. Quần thể kiến trúc của chùa theo mô hình sắp đọi, cách úp chén chồng nối liền nhau. Chính điện được xây dựng bằng gỗ căm xe, theo kiến trúc tứ trụ, mái lợp bằng ngói vảy cá, nền gạch, vách ván ghép theo khung gỗ. Đại hồng chuông này là ngày xưa người ta gọi là chuông Bình Lập, bởi vì nằm ở làng Bình Lập. Và cái quả chuông này là một cái quả chuông nổi tiếng một thời. Thời ngày xưa khuya, người dân khi nghe tiếng chuông thì bắt đầu là nấu cơm, chuẩn bị ra đồng. Và tiếng chuông này đặc biệt là không lớn lắm, nhưng cái tiếng vang ngân rất là trong. Ngoài ra nữa thì còn một số bức tranh cho các họa sĩ vẽ, thì khoảng 1970 vẽ về những câu chuyện đạo lý để giáo dục mọi người làm việc gì cũng phải đem cái lòng từ bi, tình thương để giúp mọi người. Khi mà tôi vô chùa thì tôi cảm thấy tâm tôi được an lạc. Tôi nghĩ là giờ mình đã lớn tuổi rồi, thì gia đình cũng đã yên ổn hết rồi, thì thích vô chùa. Ai có công thì góp công, ai có của thì góp của, để gìn giữ ngôi chùa cổ này. Hiện chùa còn lưu giữ nhiều tác phẩm điêu khắc được chạm trổ tinh xảo, nhiều pho tượng cổ, những cột chính được chạm khâu đối, thép vàng công phu. Trải qua nhiều lần trùng tu, chùa được mở rộng, làm mới và xây thêm một số công trình. Với giá trị xưa còn lưu giữ, Long Phước cổ tự trở thành điểm đến thu hút du khách về chiêm bái lễ Phật, cầu bình an và chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc truyền thống.